Vâng, xin kính chào tất cả quý vị, các bạn cũng như bà con. Thì trong rất nhiều những cái YouTube lần trước thì Mạnh Sơn đã nói, nhắc lại rất là nhiều lần thì cái quy trình kiểm tra 176 hạng mục của công ty Total Cảng cũng như Total Sure. Thì trên tay mình đây thì đang cầm một cái giấy chứng nhận, mình đang cầm một cái giấy chứng nhận chất lượng qua sử dụng. Thì sau khi mà bán xe cho tất cả quý vị các bạn thì bên mình sẽ cấp cho quý vị các bạn một cái giấy chứng nhận về chất lượng xe, không đâm đụng, không ngập nước, không tua đồng hồ và xe đã được kiểm tra 176 hạng mục. Các bạn quý vị có thể coi kỹ hơn về cái giấy chứng nhận này. Và để được có được cái giấy chứng nhận này thì bên mình đã phải kiểm tra rất là kỹ lưỡng về cái tình trạng hoạt động của xe, thì thời gian kiểm tra cũng như là hết được tất cả những cái hạng mục này, thường thường thì thời gian nó mất khoảng độ 2 đến 3 ngày thì bên mình sẽ cho nổ xe garanti trong thời gian khoảng độ từ 2 đến 3 tiếng và kiểm tra ở ngoài đường, thì kiểm tra trên tất cả cái mọi cái địa hình hoạt động cũng như là cái phạm vi hoạt động của xe. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu rõ hơn về cái quy trình này. Thì trên tay mình đây đang cầm một cái quy trình về kiểm tra 176 hạng mục. Thì ngoài kiểm tra đăng ký đăng kiểm như mình đã nói thì chúng ta sẽ đi kiểm tra tất cả những cái hệ thống ở trên xe, từ tất cả điều khiển gương này, nâng hạ kính, vòi đèn. Mình sẽ đi kiểm tra tất cả các chức năng ở trong xe, báo lỗi này, thì quý vị các bạn có thể nhìn kỹ hơn. Chúng ta sẽ đi kiểm tra ghế lái, nâng hạ kính, mở cửa. Đó, tất cả các chức năng thì trên xe thì đều được kiểm tra, hệ thống đèn, rồi hệ thống âm thanh, hệ thống làm mát. Nói chung là tất cả những chức năng, từ những cái hệ thống mà trượt ghế này, và điều quan trọng nhất thì là vẫn là kiểm tra tai nạn. Thì đối với những cái xe được mua tại công ty Total Cảng thì chúng ta sẽ đi kiểm tra tất cả những cái kết cấu, từ giá đỡ trên, giá đỡ dưới, dầm trước, dầm sau, nói chung là tất cả các hệ thống thì đều được bên mình kiểm tra sơ lược và kiểm tra một cách để rất là kỹ lưỡng. Và điều quan trọng hơn vẫn là kiểm tra cái tình trạng hoạt động khung gầm của xe, từ những cái phuộc này xem có bị xì hay không, đó, phuộc sau, rồi khung gầm có bị rỉ sét hay không, đó. Thì bên mình sẽ đi kiểm tra rất là kỹ lưỡng tất cả cái hệ thống này, thì để đảm bảo một cái kết quả xe hoàn toàn yên tâm cho quý vị bà con cũng như quý vị bạn xa ở xa. Đó. Vâng, và một lần nữa thì Mạnh Sơn cũng xin gửi lời cảm ơn tới tất cả quý vị các bạn cũng như bà con ở xa trong thời gian qua đã ủng hộ rất là nhiều cái kênh YouTube của Mạnh Sơn. Và tất cả quý vị các bạn cũng như bà con nào ở xa chúng ta theo dõi kênh YouTube của Mạnh Sơn mà chưa sở hữu được cái xe ưng ý thì quý vị bạn hãy yên tâm về cái chất lượng cũng như cái dịch vụ tại công ty Total Tân Cảng. Và mình sẽ cố gắng thu thật nhiều xe để đáp ứng cái nhu cầu của tất cả quý vị các bạn như bà con, từ những dòng xe đời thấp, đời cao,
và những cái hãng khác ngoài Toyota. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn nhé, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những YouTube lần sau.